Thì là quán thịt cầy tơ đó. Ở đây thì tôi nói với cái sự thật, mà nếu mà trên cái nghề nghiệp thì nếu ai mà có làm thì cũng mong cũng quý vị cũng quan hỷ dùng. Thì đây là cái lời sự thật. Thì tôi cũng xin thưa ở đây đó, có ông chú đó là ngày xưa đó, ổng là chuyên nghiệp, ổng là nhậu mà nói về vấn đề mà chuyên môn mà ổng ăn thịt cầy không với thịt mèo của gì. Yeah. Phải không? Nhưng mà ổng làm riết rồi hầu như là ổng quen cái nghề của ổng rồi, ổng sanh ra ổng mở ra cái quán cầy tơ. Có nghĩa là ổng mở ra quán để mà ổng đặt cho người ta. Có nghĩa là mua những cái con chó về mà để trong lòng mà cô bác mình thấy đó. À, theo tôi nhận xét đó, thì bà con mình thấy đi, giết sanh vật đầy lòng kêu cách nha. Tất cả những người mà người ta giết chó đó, nó đau đớn lắm quý vị. Con chó mà sát hại con chó nó không phải là đơn giản mà đem về cũng như con cá hoặc là con cá lóc, con cá rô đồ này kia thì nó dễ. Đó, nhưng mà cũng có cái nghiệp. Còn con chó này đó, mỗi khi mà giết xác nó đó là phải thảy vô bao rồi đập đầu hoặc là nhận nước. Cái sự chết của tất cả các cái loài vật đó, con chó này nó rất là đau khổ nha quý vị. Thì cái ông chú này nè, ông mới mở ra đó là mỗi một ngày như vậy đó, là ổng làm đó, rồi ổng mướn người làm, ổng mướn người đó về đó. Mà ngày xưa ổng có cái đồ mà cái kiểu mà như cái cò chì vậy đó, ổng khò lửa đó. Dạ. Cả như là mỗi khi làm rồi ổng sắp hàng vậy nè, 5-7 con như vậy là ổng khè cái lửa ra đặng ổng như là ổng gam chó ngày xưa đó. Ta làm đó thì người ta gam bằng rơm mà ta ăn củi rồi, còn bây giờ là ổng khè bằng lửa không đúng gì. Đó, như vậy thì qua một cái giai đoạn ổng làm như vậy, mà ngày xưa đó bà con mình tính đi, một cái ký thịt chó đâu có phải là ít tiền đâu. Đó, mà ổng đem chó về đó, những cái con chó mà đem về đó, khi mà ổng đặt người ta đó, mua về đó quý vị. Mua về đó là để về đó, ổng thả vô cái lồng đó ha. Nào là chó mực, chó phèn, chó đốm này kia đó là đầy dãy ở trong cái chuồng để làm chi. Có nghĩa là chờ đợi cái ngày đem ra để mà dần nước cắt cổ, nó đâu phải là đơn giản quý vị. Thì cái nghiệp này quá nặng nề, bà con mình thấy rất là đau khổ. Mà con chó đó, ở đây đó, theo đúng về cái quy luật á, thì tất cả theo cái lời của Đức Phật cho biết đó, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò mà sát sanh hại vật nha quý vị. Bởi vì cái loại chó này đó, nó có một cái tâm linh đặc biệt là nó rất là trung thành với chủ nha bà con. Nó trung thành với chủ lắm. Dầu cho con chó mà mình có quánh đập nó cỡ nào, nó cũng phải lết lại trong mình đó, là nó ôm mình đó quý vị. Thì nỡ nào mà đi cắt cổ rồi đập đầu nó như vậy, hoặc là nhận nước thấy nó đau khổ lắm đó, chứ không phải là đơn giản. Thì vì cái chỗ mà ăn uống vui say, vì cái chỗ mà món ngon á, đưa vào miệng thì qua khỏi miệng rồi tới cổ, qua khỏi cổ rồi thì nó mất hết. Nhưng mà cái linh hồn của tất cả những cái loài vật này đó, nó là cái loài người cũng đầu thai trở về cái mạng của con chó. Chứ thật ra đó, nó cũng như cái linh hồn như mình vậy đó quý vị ơi. Thì hôm nay đó, trở lại cái vấn đề của cái ông này đó, ổng giết cái loài chó này, ổng sẽ bị trả một cái quả rất là đau đớn. Trong một cái việc làm của ổng đó, ngày xưa đó thì chỉ có là nhận nước, đem chó vô trong bao là nhận nước, rồi là bắt đầu đem lên đó là bất mới là ra mổ bụng rồi mới gam đó. Thì ngày này qua ngày kia, mỗi một cái quán như vậy đó, thì thường thường đó dùng ở ngoài, dùng ngoài đó quý vị thấy rõ đó ha, là hoàn toàn đó là mỗi một buổi chiều thứ bảy đó quý vị. Là quý vị thấy mình đó, cái thời điểm là từ ở cái vùng miền Đông cho tới những cái vùng như là kinh B, kinh R, kinh E, F rồi đó quý vị. Thì ngày xưa tôi lúc đó là tôi có chứng kiến, là thời gian đó tôi có đi làm ở trong cái kinh B đó một thời gian tôi biết. Thì ông này đó, ổng chuyên môn là cái nghề của ổng là ổng ra thịt, ổng cân lại, ổng đếm lại cho những cái quán mà thịt cầy, kêu bằng loại thịt cầy tơ đó, ở trong cái vùng đó đó, là mỗi một ngày đó là từ 10 con, 7 con, có nhiều khi tới đám rồi đó, nguyên cái vùng đó đó quý vị thấy đó ha, là đám cưới là toàn là thịt chó không đó. Mà ổng đập đầu đến đổi là khi mà
tới ở sau lưng cái nhà của ổng là một đống lông chó gì là da rồi ổng cạo ra như vậy đó, mình thấy là cỡ như là nhìn thấy là thấy hết hồn rồi quý vị. Đó thì cái sự sát giết của ổng là quá nặng nề rồi. Cái hành nghề của ổng là từ cái thời kỳ mới tiếp thu cho đến khi á là ổng hành nghề cho đến khi là qua tới những cái năm 2000 đấy ha, là vẫn còn. Đó, như vậy thì mỗi một ngày đó quý vị mình tính đi, cái loài vật mà ổng giết bằng cỡ đó, mà thí dụ như bây giờ đó, con chó đó quý vị mình thấy đi, nó mình đi ra là bỏ nhà là một tháng mà nuôi nó, để ở nhà nó vẫn giữ của giữ cho mình đó, là quý vị thấy rõ. Cũng như là có một cái ông mà ngày xưa mà con chó mà khi ổng chạy giặt về đó quý vị, tôi có nhắc lại cái mẫu chuyện này cho bà con mình biết, để rồi tôi mới trở lại cái này cho bà con mình thấy, đó là ông này đó, ổng nhẫn tâm mà ổng giết con chó nhà đó quý vị thấy không. Đó, khi ổng chạy giặt về tới nhà, ổng thấy con chó mà con chó này nó ở nó trung thành, nó giữ nhà giữ cửa cho ổng, cho đến khi là gia đình của ổng trở về không có mất một món đồ trong nhà mà con chó vẫn mập ú như vậy, bà con mình thấy con chó nó trung thành cỡ nào. Thì hôm nay đó mình ở nào mà mình đi đập đầu hoặc nhận nước nó mà phải là cho đến khi mà nó chết như vậy thì thấy đau khổ. Khi là ổng đem lên đó, ổng thấy con chó để dọn đồ lên, thấy con chó mập quá ổng phóng vô vậy. Có ai mà nhẫn tâm mà bắt con chó đem vô là chuẩn bị làm thịt không quý vị? Là con chó là con chó nhà ổng đó. Như vậy thì hoàn toàn đó là giết sanh vật này đó là đầy lòng kiêu cách. Nó nghĩ cái món ăn không rồi cản trở, cuối cùng mà ổng cũng bị cái quả là ổng phải bị là đem xuống nhận đầu ổng là xuống cây cầu. Ổng đem xuống ổng nhận nước con chó thì ổng nhậu cho xong rồi đó, thì ổng chợt xuống cây cầu đó thì ổng cắm đầu xuống cây cầu đó ổng chết luôn. Đó thì những cái nhân quả này quý vị nên nhớ là đây là cái lực nhân quả không có chạy sức. Thì trở lại qua cái mẫu chuyện của cái ông chú này là chuyên nghề làm thịt chó ở trong cái kênh B đó, thì mỗi một ngày đó ổng cứ là gam mà đến đổi đó là ổng khè lửa ổng gam đó, là nguyên một ngày như vậy là 5-7 con 10 con ổng ra thịt đó để mà ổng là đi xỉ lại cho những cái quán đó quý vị, rồi ổng chở đi. Ổng chở đi như vậy cho đến khi mà trong cái thời gian mà ổng làm ăn khấm khá rồi đó, là lần rồi đến cái lúc mà cái quả của ổng nó sẽ đưa tới đó, là một ngày nọ đó quý vị mình nghĩ đó là ổng là chỉ có một cái cách là đơn giản thôi, ở trên nhà ổng đi ngay xuống dưới cây cầu bằng xi măng ngày xưa đó, thì có cây sắt nó lú lên như vậy đó, ổng chỉ đá vô trong cây cầu ở trong cây sắt đó chút xíu thôi. Như vậy thì cái móng giò của ổng nó xước lên, nó giăng cái móng giò ra, thì hoàn toàn á là ở đây đó là cái sự hành là cái móng của ổng nó càng ngày nó làm độc ha, nó lỡ móng của ổng ha, rồi là nó làm mũ nó hành ổng cho đến khi nằm ở chỗ trong nhà đó, rồi đưa đi bác sĩ mà điều trị ha, lần hết trơn. Cái quay qua tới cái thời gian đó ổng về ổng mới bớt, ổng mới có giảm bớt gì quý vị, ổng mới giảm bớt như vậy. Thì qua một năm sau như vậy đó, thì bà con mình thấy rõ đó là cái người này người ta cũng không có tin Phật pháp, mà cũng ta cũng không có tin về vấn đề cái nhân quả nữa nghe quý vị. Đó thì bắt đầu ở về cái ổng sanh ra cái vấn đề ổng thèm qua tới cái vấn đề mà thịt chó nữa. Ông khi ổng ngã bệnh xuống rồi đó, về bỏ một cái thời gian ổng về, ổng mới là kêu con ổng mới làm một cái con chó về ổng gam. Ổng gam ổng cũng khò lửa cũng y như vậy để mà ổng ăn đó, ổng nhậu đó quý vị. Thì ổng nhậu qua một cái thời gian có mấy ngày sau như vậy là ổng trúng rồi. Ổng trúng cái bệnh của ổng như vậy là nó hành nó như là nó bị ung thư cái chân của ổng, cho đến khi ổng là ngã ngang như vậy đó ha, là bà con mình thấy cái bệnh của ổng đó. Ổng nằm riết mà đánh đổi ha, là nó lỡ từ ở dưới chân nó lỡ dài lên tới trên, rồi tới chừng nằm nghiêng qua tới đâu thì mũ máu gì nó nghiêng qua nó chảy tới đó, và nó nứt da nứt thịt của ổng lần rồi đó, là bắt đầu gia đình đó là vợ con lo hết nổi rồi, bỏ ổng nằm lăn lóc ở trong giường cho đến khi đó cuối cùng nó hôi thối quá đó, bà vợ mới tính cái cách là
đem ổng ra ở sau hè cái giường đó, cất một cái chòi cũng như là thả lên cái giường đó y gan cũng như là cái lồng mà nhốt con chó trong 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 cái lồng gì đó quý vị. Cho đến khi lần gọi là da thịt của ổng nó nứt, lần nó nứt rồi nó chảy mủ huyết, rồi đến đổi là kể như nó hành năm này tới qua năm kia có mấy là năm sau vậy đó, lần là ổng chết là không ai hay ai biết gì ở trong cái trại đó hết. Khi ổng chết rồi thì hoàn toàn là mà nó nứt da nứt thịt của ổng y như là con chó bị gam vậy đó quý vị. Thì đây là một cái việc nhân quả mà hiện tại bây giờ đó, cho đến khi mà cái nghề của ổng là cái nghề hành đó là giết chó đó, cho đến lúc nó trả quả của ổng đó là kéo dài 3-4 năm trời cho đến khi chết rồi thì hình thể của ổng đó là không ai dám tới và không ai dám mà lợi để mà đưa ổng vô trong hàng để mà liệm hết trơn, chỉ có là gia đình của ổng để mà bó lợi rồi đưa vô thôi. Và cộng thêm một cái nữa, gia đình của ổng đem ổng ra ngoài hè đó như vậy đó là cất một cái chòi và lấy tre mà gào lại cái gan cũng như là cái sông cửa như vậy, là cũng như là nhốt chó trong đó để chờ ngày là đem ra để mà nhận nước đó quý vị. Thì đó là một cái chuyện mà nhân quả không ai mà chạy sức được trên cái việc làm mà sát giết này đâu đó. Thì quý vị mình nghĩ toàn bộ tất cả những con vật mà cái con chó này và con trâu con bò thì đó là một cái những cái loài vật này nó hoàn toàn nó là trung thành, rất là trung thành với chủ. Thì hôm nay đó chúng ta thấy được những cái việc nhân quả đó mà Đức Thầy ở trong cái việc mà Đức Thầy đã cho biết ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò mà sát sanh hại vật. Thì hôm nay tất cả các loài vật này nó cũng có linh hồn như mình nha quý vị. Thì cũng mong toàn thể bà con quý vị, nếu ai mà có hành những cái nghề mà sát sanh hại vật thì mua bán tạo những cái việc gì đó cho đến kết thúc rồi thì chúng ta sẽ bị những cái nghiệp quả nó sẽ đưa tới, là nó y như mình, nếu mình đập đầu thì chúng ta sẽ bị cái nghiệp đập đầu. Còn nếu ai mà mình là gam chó hoặc là lột da mổ bụng gì thì nó sẽ trả cái quả y như vậy. Bởi vì trồng cây thì hưởng trái đó quý vị, trồng đậu thì hưởng đậu, chủng hoa hoàng đắc hoa, chủng đậu hoàng đắc đậu, chứ không bao giờ chạy sức được. Thì kính mong toàn thể quý vị, nếu ai có nghe nhân quả thì chúng ta ráng cố gắng làm sao mà tịnh tâm để là chọn cái chánh nghiệp để chúng ta làm những cái nghề nào có thể là không có sát giết. Thì hôm nay tôi xin nhắc lại cho bà con những cái mẫu chuyện nhân quả. Gia đình của ông chú này sống ở trên cái thu ở quê, nhưng mà ổng có liên quan với vấn đề là mua bán ở ngoài Sài Gòn ngày xưa đó quý vị. Thì gia đình đó ngày xưa cũng nghèo, rồi làm ăn vất vả, rồi đi làm những cái nghề chà câu lưới đồ này kia thì kiếm sống không có đủ, nuôi 5-6 đứa con như vậy đó. Thì một ngày đó thì có một anh em bạn ở thành phố ở Sài Gòn ngày xưa đó vô nói thôi bây giờ mày chuyển cái nghề đi. Thì chuyển cái nghề này là cái nghề đặc biệt nhất, là cái nghề này mau giàu, đó là cái nghề đó là làm heo. Cái nghề làm heo này đó là cái nghề thứ nhất là làm heo, rồi nếu mà quen tay rồi đó thì mở ra cái lò để mà mua bò trâu về ở trên miên về xuống để mà làm cái hàng thêm đặng mà đưa chuyển ra ngoài Sài Gòn mỗi một đêm như vậy đó, để chuyển ra ngoài đó có xe đi đó, để mà kiếm cái đồng tiền cho nó đầy đủ và mau khá lên để cho con cháu mình sau này nó được hưởng. Nhưng không ngờ đây là cái nghiệp gì tạo cái nghề mà phải ảnh hưởng qua cái vấn đề cái nghiệp nha quý vị. Thì ở thế gian á, Đức Thầy cũng cho biết đó là hiện tại bây giờ đó, nếu mà chúng ta gây cái nghiệp nào thì phải trả nghiệp lấy. Bởi vì cái luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lộn một ai. Thì cái gia đình của ông chú này đó được cái người bạn đi vô từ ở Sài Gòn đi vô đây để chỉ cho cái nghề, mà cái nghề quý vị ơi thấy cái nghề đặc biệt nhất là cái nghề đâm heo. Cái nghề đâm heo này là cái nghề đó là bởi vì ngày xưa người ta chỉ có biết là tiền thôi, có nghĩa là làm ra cái đồng tiền để nuôi gia đình thôi đó. Thì ông anh này cũng nhiệt tình, ông anh bạn này cũng nhiệt tình vô, ổng mới là nào là gèn, nào là dao, rồi nào là dao cạo, rồi dao ra thịt rồi này kia quý vị thấy nghe, cũng như là y gan, cũng như là cái chỗ mà để mà chảm thủ quý vị
đó. Nhưng có đặc biệt con cái là xây lên một cái lò, xây một cái lò để mà nấu nước sôi để mà trụng là cạo lông rồi đó quý vị. Làm như vậy thời gian cái ông này đó, ngày xưa ổng khổ vô cùng khổ. Khi mà tạo dựng lên rồi đó, ông anh bạn đó ổng đứng ổng đích thân ổng chỉ cho cái nghề mà đâm heo thọc huyết heo đó. Cho đến khi mà ông này thành công rồi đó là trong vòng trên dưới cũng 1-2 tháng gì vậy quý vị. Thì đầu tiên á, 5 đứa con mà ngày xưa đi bắt ốc hái rau đồ này kia trong đồng về không đủ ăn. Đó thì bắt đầu đây là một cái nghề, nó dạy nghề. Ông này ổng quyết tâm ổng làm heo nha. Ổng mua mới đầu mua heo ở sớm về ổng làm. Thì trong cái thời gian mà ổng mua heo đem về đó, ổng làm lần 1-2 con gì đó, cái bắt đầu lần lần cái ông bạn ổng mới chỉ cái nghề xong rồi đó, thì ổng mới là trở về Sài Gòn ổng chịu cái mối. Thôi bây giờ ổng nói rành, ổng nói thôi giờ đó tôi chỉ cho anh đàng hoàng chân rồi, tôi mới là liên hệ với anh đó là mỗi một cái buổi chợ đó thì anh làm 1-2 con để mà anh đi gửi xe ra ngoài rồi tôi sẽ kiếm cái mối để bán cho anh. Thì quý vị nghĩ coi, trong cái thời gian mà làm heo đó thì ông này ổng mới là làm là quen tay rồi. Lúc đó là ổng mới là sanh ra một cái tâm, có nghĩa là muốn là mua cho nhiều để mà mình đem hàng ra ngoài mình bán được cái đồng tiền cho nó nhiều chút. Thì đây là một cái việc làm, nó có nghĩa là cái ý có nghĩa là tham cái đồng tiền cho nó nhiều nghe quý vị. Mà Đức Thầy nó tham của tạm thì làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có mang theo quý vị. Tham tiền tài thì thường vướng nạn eo, tham sắc đẹp thì nhà tan cửa nát. Như vậy thì ở đây đó, ổng hoàn toàn là mỗi một ngày như vậy đó. Lần đầu tiên thì ổng làm, ổng gửi 2-3 con heo một đêm. Có nghĩa là tự ổng là bắt đầu đâm heo. Rồi tự ổng đó là kêu con ổng đó là về lợi, ổng mới chỉ cái nghề mà heo đem về đó, buộc vô trong chuồng rồi đó là tối lợi đó là bắt đầu ổng đâm rồi ổng ra thịt. Như vậy thì một ngày là 2-3 con. Lần 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 cái kêu bả đi lên xe cái chuyển ra 5-6 con. 5-6 con như vậy thì vừa chia thịt ở đây rồi vừa là đưa ra ở ngoài chợ lớn ra ngoài để mà vô mấy cái lò làm thêm cho đưa ra ngoài để tạo cái đồng tiền. Thì cái sự sát sanh của ổng như vậy đó, một ngày đó quý vị mình nghĩ đi, một ngày 3 con, 10 ngày thì 30 con, mà luôn tới cả một năm là quý vị hơi biết bao nhiêu cái sanh mạng mà cắt cổ là mổ bụng mà lột da người ta để cạo ra để là kiếm cái đồng tiền. Thì càng ngày càng khấm khá lên. Gia đình của ổng đó là hoàn toàn sau này đó, khi là con lớn lên rồi đó quý vị. Nhưng mà lạ có một điều đó là ăn học không có thành tài ai hết. Gia đình là hoàn toàn đó là khi lên đó là chỉ có là chăm chú vào cái nghề là bán thịt heo và làm heo, làm bò, nuôi mua bò về đang mua sanh bán tử thôi gì. Thì cái gia đình này hoàn toàn đó là bắt đầu từ từ đó nó mới chuyển lại hết trơn toàn bộ những người con của ổng đó là quay ngang đó là làm hết trơn, người nào cũng là chuyên môn làm heo và có mỗi một người là có một chiếc xuồng. Mỗi một quê ngày xưa có chiếc xuồng chèo đó, bỏ thịt xuống dưới rồi chèo đi vô kinh bán đó quý vị. Đó như vậy thì gia đình càng ngày nó càng làm ăn, con của ổng mà đứa nào cũng có cái nghề đâm heo, cái nghề đặc biệt là cái nghề đâm heo là cái như là chuyên nghiệp luôn. Thì ông ta mới là làm một cái thời gian, cái giai đoạn của làm của ổng là càng ngày càng tiến lên. Như vậy là đất đai ổng mua đó là trên dưới cả trăm công đó quý vị. Thì ở đây đó không biết là cái phước của ổng ngày xưa như thế nào, nhưng hôm nay đó là bắt đầu ổng gây tạo cái nghiệp không. Mà xin thưa cùng bà con, trong một cái thời gian khi mà đến cái thời gian tiếp thu rồi đó thì bắt đầu hầu như là tới cái nghiệp nó để đưa tới là nó suy sụp. Qua cái giai đoạn là ổng mua đất mua đai rồi cái bắt đầu tới cái thời kỳ của ổng là hầu như là tới cái lúc trả quả rồi. Thì lúc đó nó có một thời gian đó là nhà nước người ta không cho làm heo nữa, nó như vậy thì ổng lén vô đồng ổng làm đó quý vị.
thì ông vô đồng cái sân, cái cà lan ngày xưa, cái cà lan của ổng đó là ổng vô đồng, ổng lén ổng ra thịt rồi ổng mới chở về nhà ổng bán, mà lúc đó là thịt heo bán rất là đắt tiền cái quý vị đó. Ổng gánh vô trọng giữa đồng, ổng đâm heo rồi ổng mới đem thịt trở về ngoài này đó. Thì trong cái thời gian đó ổng bán càng ngày nó càng khá khá lên, thêm như vậy đó. Thì đúng vào cái thời điểm của ông đó là cái nhân quả này nó sẽ trả. Một đêm nọ ổng nằm chiêm bao là ổng thấy là ở ngoài nhà đi ngay ngay vô, đi ngay vô mà đứng ngay chân đầu nằm của ổng nguyên một cái con heo mà mình á, thì mình người mà cái đầu heo nữa quý vị. Nói bây giờ tất cả dòng họ của tao bây giờ đó là phải chở vô đây để là đòi cái mạng của mày. Hiện tại bây giờ đó, ngày xưa giờ dòng họ mày giết quá nhiều cái sanh mạng, bây giờ hôm nay để chở về đây để trả. Đó thì lúc đó ổng mới giật mình thức dậy. Ổng giật mình thức dậy thì ổng thấy như vậy thì ổng cũng không có nói gì. Thì qua cái thời gian mà 1-2 ngày sau như vậy á, thì ổng cũng nằm một cái giấc chiêm bao cũng y như vậy đó. Đó, ổng nằm một cái giấc chiêm bao cũng thấy là một đêm như vậy á, thì một con rồi lần lần nguyên quay qua quay lại trong cái lúc mà ổng nằm ngủ đó, là vừa heo vừa heo lớn, heo con, heo mẹ gì ở vòng vòng bên nó đòi trả mạng cho tao, trả mạng cho tao không. Như vậy á, thì hoàn toàn đó là ổng là hồn vía ổng mất hết rồi. Thì lúc đó ổng cái tâm ổng hầu như là nó xuống rồi đó quý vị. Đó thì lúc đó là không có còn, lúc đó là về ổng mới báo lại gia đình, ổng nói thôi bây giờ ý là cũng như ổng gặp cái điềm chim bao như vậy á, thì lúc đó là ổng mới ngã bệnh. Ổng báo cho gia đình biết đó là kể như là ổng ngã bệnh. Nhưng mà con ổng vẫn làm nha, cũng vẫn làm, mà cái thời kỳ đó là giết heo. Rồi có một cái người con thứ hai của ổng, nó đặc biệt nhất là cái ông đó là ổng là làm cái nghề đó là mua trâu mua bò về để mà làm thêm để bán nữa đó. Thì cái gia đình ổng là hiện tại bây giờ đó là để nói về cái nhân quả này, thì cái ông chú này đó, ổng là khi ổng bị trả quả đó, ổng bị cái bệnh mà đặc biệt nhất là ngày xưa người ta nói bị phổi đó quý vị, nhưng mà thật ra không phải là bị phổi. Khi đi bác sĩ rồi đó, ổng khi mà ổng nằm mấy cái điềm chim bao mà thấy tất cả mấy cái bầy heo con heo mẹ mà về đòi mạng ổng đó, thì ổng ngã bệnh xuống là lúc đó là ổng nằm á, cái hơi thở của ổng cũng như là cái người mà bị là đau phổi gì đó. Đó thì bắt đầu lần lần cái bắt đầu ổng một đêm đó đó, ổng nằm mà ổng thở lên mà nghe cái hơi thở của ổng đó ha, là bà vợ thấy là mệt mỏi quá đi mới đưa ổng ra để mà đi xuống bác sĩ trị bệnh. Thì ổng vừa ra tới chiếc xe rồi thì máu ở trong họng đó nó ọc ra, cũng như lại gan cái người bị lao phổi mà nó ọc máu hay gì cái gì. Đó thì bà vợ mới hết hồn. Mới nào ngày xưa đó thì thuốc rồi, lúc cái thời kỳ đó đâu có phải là nhiều thuốc, rồi kiếm thuốc nam rồi cho ông uống để cầm lại cho bớt vậy thôi. Thì càng ngày càng nặng lên rồi như vậy đó, ổng mới kêu con kêu vợ nói thôi bây giờ á, hiện tại bây giờ cha đang lâm cái cơn bệnh, thôi bây giờ cha biết được đây là không phải là cái bệnh của cha là nó nhiều, nhưng mà ở đây là cái nghiệp của cha, nó hầu như là cái tội ngày xưa giờ giết sát quá nhiều, thì hôm nay thôi bây giờ con gắng cố gắng lo cho cha đi. Rồi lần lần đó chuyển đi thành phố, chuyển đi thành phố ra ngoài đó, thì ngày xưa đó người ta nói là cái bệnh phổi là khó trị nghe quý vị. Nhưng mà thật ra đó khi ổng đi ra tới ngoài rồi thì trong này đó là lần lần cái của cải tài sản của ổng nó sẽ đi dần dần tới, cũng như là mỗi một ngày 100 công đất như vậy đó, lần lần không còn tài sản gì nữa hết trơn, là lần nó ra đi từ từ hết trơn. Rồi con của ổng nó điều trị cho ổng cho tới lúc bác sĩ chạy đưa ổng về trong tới nhà rồi như vậy đó ha, thì ổng nằm. Thì bà con mình nghĩ coi, khi mà cái nghiệp nó đưa tới cho ổng đó là hoàn toàn đó là áo thì không mặc được, lột bứt ra hết trơn, là kể như là ổng lăn mà ổng la hét là ổng kêu ghéo, cũng như là y gan cũng như con heo mà chuẩn bị đâm họng mà buộc chói lại mà dễ dùng của gì đó. Thì cho đến khi mà đem ổng về tới nhà rồi thì hoàn toàn trong nhà đó cái người con đó, trong đó là có cái người con giữa đó, là hiện tại bây giờ là đang lo
trở về cái đường hành đạo đó quý vị. Thì cái người con giữa đó, cái người của con của ổng, mình cũng không có nói là con thứ mấy, nhưng mà anh này anh nhớ lại đó là cái nghiệp của cha mẹ của mình đã gây tạo quá nhiều, hôm nay cha mình sẽ bị trả. Bị trả cái quả là lúc đó là ổng có nói là khi mà đâm heo đó, ổng nhìn thấy đó ha, máu ở trong họng mà nó ọc ra đó ha, là ổng thấy là nó đau xót vô cùng mà khuyên cha không được. Cho đến khi mà cái quả của ổng mà nó trả một lượt như vậy đó, là suốt tới 2 năm sau như vậy đó ha, ổng nằm mà ổng dằn vật ăn uống không được, mà ổng gên la rồi lâu lâu cái bắt đầu máu huyết gì nó ọc ra đó với bà con mình thấy, cũng như là đâm họng heo với quý vị đó. Nó dần 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 cho tới rồi tài sản tiêu tan, nó rồi lần lần tới con cái rồi nó sanh tâm ra, nó nào đứa nào cũng chơi cờ bạc hút sách chơi bời tứ đổ tường hết trơn. Thì lần lần đó những cái nghiệp quả này nó sẽ khiến cho con người của mình đó là làm cái tạo việc chẳng lành đó, thì cái quả nó sẽ đưa tới là lần lần đó là không còn nữa. Tài sản của cải rồi con của mình lần lần nó sẽ bị khổ 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 cho đến khi kết thúc lại đó là cái ngày trả quả rốt ráo của ổng đó quý vị. Cái ngày chết của ổng đó là ổng la lên đó là nguyên cái xóm đó chừng một nguyên cái xóm là chừng 2 tiếng đồng hồ đó ha, là không ai ngủ được hết, là la cái tiếng ở xa người ta nghe cái tiếng y như con heo mà bị đâm vậy đó, rồi nó ọc 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 huyết ra đó, bà con không ai dám lại gần nhé. Là máu ở trong họng từ lỗ mũi tới con mắt gì này kia lỗ tai ha, nó ọc ra một lượt rồi đó, là ổng nằm co ngang đó rồi chết tại cái giường đó luôn, là lần 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 nữa như vậy đó, là đứt hơi đó quý vị, mà máu lai láng hết trơn. Thì ở đây đó mình thấy chứng minh thấy rõ đó là cái nhân quả mà khi mình đâm mình sát mình giết nó đó. Thì ở đây cô bác nếu ai có nhận thức được và thấy được những cái việc làm trước mắt đó, cũng như mình cắt cổ con gà cũng vậy, hoặc là mình giết một con heo cũng vậy, thì hoàn toàn là những cái máu huyết ở trong cổ trong họng nó ra một lượt như vậy, thì nó sẽ đưa tới cho ổng cho kết thúc lại đó, là hoàn toàn cái nghiệp của ổng nó trả một lượt. Thì tất cả hiện tại bây giờ đó trong gia đình đó mới suy nghĩ lại, thì của cải tài sản đất đai gì không còn nữa, và kết thúc lại là hai người con, có hai người con đó là nguyện để mà cầu nguyện hy sinh ăn chay trở lại quý vị, ăn chay trở lại để mà cầu cho linh hồn cho cha của mình đó được là bớt đi cái nghiệp, chứ là hai anh này đó là quyết định để cứu vớt cái linh hồn của cha mình cho trong cái lúc mà nuôi con đó. Thì hôm nay đó hiện tại bây giờ người anh là giữa đó, anh thứ sáu và anh thứ tư, thì hoàn toàn đó là trai lạc để cầu nguyện cho cha và hằng đêm tu cầu quyết định, và cháu của ông này trở về cái đường là tu hiền theo đạo Phật giáo Hòa Hảo và nghe lời thầy chỉ dạy đó. Là hiện tại bây giờ đó cha mẹ qua đời đó, thì anh ráng cố gắng là thủ lễ chay để cầu siêu cho vong linh của ông này được siêu thoát và bớt đi cái nghiệp quả mà sát giết các cái loài vật, cũng như là cái quả của ông là bị đó là chết đến nỗi là ra máu họng con mắt lỗ mũi gì ra một lượt đó quý vị. Thì Đức Thầy nói rõ cho mình biết là lực nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí thì có ngày thông thả. Vậy thì xin thưa cùng toàn thể chú quý vị, mẫu chuyện đầu tiên tôi xin nhắc lại ở tại miền Tây của mình, trên cái vùng sông nước mà chúng ta gần gũi với Đức Phật. Thì hôm nay đó chúng ta nên nhớ đó là nhân quả sẽ có, nhân quả ba đời nghe quý vị. Mình gây nghiệp nào thì phải trả nghiệp nhấy. Thì xin thưa còn toàn thể quý vị, nếu ai có nghe được những cái nhân quả này thì chúng ta cũng nên ráng cố gắng, nếu chúng ta có lỡ tay sát giết các loài vật thì cầu mong ơn trên chư Phật mười phương hộ trì cho tất cả những cái linh hồn đó sự lượt siêu thoát, và chúng ta sẽ nhẹ đi những cái nghiệp lực